Xin chào các bạn, mình là Thanh đến từ Dũng Body và đây sẽ là một clip dành tặng cho những bạn mà đã học qua sơ cấp và bây giờ đang muốn học tiếp lên trung cấp nhưng mà lúc nào trong đầu mình cũng kiểu một cái tình trạng rằng hình như mình bị mất gốc tiếng Nhật và kiểu không biết là phải bắt đầu từ đâu á. Thì bắt đầu từ clip này hãy cùng với mình, cùng với Dũng Body và chúng ta hãy cùng nhau lấy lại gốc tiếng Nhật nhá. Và mình cũng đã tổng hợp toàn bộ những điều mà mình chia sẻ trong clip ngày hôm nay thành một file PDF để các bạn có thể tiện in ra và ôn lại khi cần. Mình sẽ để nó ở cái link mô tả của clip này hoặc là ở ngay trong phần comment đầu tiên của clip. Các bạn hãy bấm vào cái link này sẽ ra được là website dungmody.com hoặc là app dungmody. Và mình sẽ để ở trong cái phần là phần ngữ pháp của phần N3 ngay trên đầu như trên màn hình đang hiển thị này nhá. Các bạn bấm vào rồi tải về nhá. Và còn một điều nhỏ xíu nữa mình rất là muốn nhờ mọi người, cũng là cái câu chuyện cá nhân của mình thôi. Đó là nếu mà có bạn nào mà đã theo dõi mình lâu rồi thì các bạn có thể thấy là gì nhỉ, trong khoảng hơn 2 năm quay trở lại Nhật học thì mình không có nhiều thời gian để quay những clip chia sẻ như thế này ở trên YouTube nữa. Và không hiểu sao mấy hôm nay khi mà quay trở lại, bắt đầu quay lại những cái clip á, thì mình thấy có những cái clip như thế này, mặc dù lượt xem nó rất là nhiều thế nhưng mà comment lại không có mấy. Thì trong tâm trạng của một người mà quay trở lại và đang muốn chia sẻ nhiều hơn những cái kinh nghiệm, những cái tư duy, những cái góc nhìn của mình về việc học tiếng Nhật á, thì thực sự mình cũng có rất là nhiều lo lắng, không biết là các bạn sẽ đón nhận những clip này của mình như thế nào, những cái điều chia sẻ của mình liệu có bổ ích, nó có tốt cho mọi người không, để mình còn thay đổi, mình còn sửa chữa chẳng hạn. Thì rất là hy vọng nếu mà các bạn đang xem clip này của mình và hoặc là những cái clip sắp tới của mình nữa, thì nếu mà có thể các bạn hãy giúp cho mình dành thời gian ra khoảng 30 giây, 1 phút gì đó, các bạn ghi lại cho mình những cái dòng cảm nhận để mình có thể biết được rằng là cái công việc của mình nó đang có thực sự là có ích hay không và mình cần phải cải thiện gì nữa ở trong những clip tiếp theo nhé. Rất là mong mọi người hãy hãy giúp mình cái điều này nhá. Hãy và bây giờ quay trở lại cái câu chuyện là về lấy lại gốc tiếng Nhật mọi người ạ. Thì thường là khi mà chúng ta nghĩ rằng cái câu chuyện là bây giờ mình phải lấy lại gốc tiếng Nhật thì chúng ta hay nghĩ là mình sẽ phải học lại cả 50 bài Mina đúng không? Thì cái việc đó nó sẽ rất là mệt, rất là nản bởi vì nó mất thời gian đúng không nào? Nên là với những bạn học viên của mình, đặc biệt là các bạn mà mới học từ sơ cấp và lên học N3 của mình á, ở trong những cái lớp Zoom, thì mình sẽ thường khuyên mọi người là các bạn hãy lấy lại gốc bằng, thứ nhất là từ vựng với chữ Hán thì các bạn có thể ôn lại rất là dễ dàng thông qua những clip tổng hợp của mình mà đã quay từ quay ở trên khóa học sơ cấp N4, N5 rồi. Còn lại về phần ngữ pháp ấy, nếu mà khó quá, dài quá thì các bạn hãy học lại những cái mẫu câu ứng dụng ngữ pháp dọc theo 13 cái thể động từ cơ bản ở trong tiếng Nhật như hôm nay mình giới thiệu. Nếu như các bạn học theo nó thôi ấy, thì thực sự các bạn cũng có thể nắm lại được khoảng độ 70-80% tất cả những cái mẫu ngữ pháp mà các bạn cần phải nhớ trong phần sơ cấp rồi. Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ giúp các bạn review lại, nhìn lại, tổng hợp nhanh, ok, khoảng hơn 100 mẫu ngữ pháp ứng dụng, mẫu câu ứng dụng của 13 thể động từ cơ bản ở trong tiếng Nhật. Và hãy cùng mình xem hết clip nhá. Trước tiên thì mình sẽ liệt kê lên trên màn hình cho các bạn 13 cái thể động từ mà ngày hôm nay mình định giới thiệu nhá. Chúng ta có thể masu, thể te, thể quá khứ, thể từ điển, thể phủ định, thể thường, thể điều kiện, thể ý chí, thể mệnh lệnh, thể khả năng, thể bị động, thể sai khiến và thể bị động sai khiến. Và bây giờ thì mình cũng sẽ nói qua một chút về những cái nguyên tắc mà mình đặt ra khi mà list lại cái danh sách 13 cái thể động từ này nhá. Thì có thể là bạn khi mà học qua sơ cấp bạn sẽ bắt gặp ở đâu đó có một cái thể nữa, người ta gọi là thể giả định, là cái thể mà tada ấy mọi người. Thì tuy nhiên là trong một vài những cái tài liệu về ngữ pháp gần đây thì họ không coi cái thể này nó giống như một cái thể động từ nữa mà nó sẽ được giới thiệu như là một cái mẫu câu bình thường thôi. Thế nên là mình sẽ cho cái thể tada, cái thể mà gọi người ta gọi là thể giả định này á, sẽ thành một cái ứng dụng, một cái ví dụ mà mẫu câu ứng dụng của động từ chia thể tạ nhá, bởi vì là nó vốn là xuất phát từ thể quá khứ đấy của chúng ta mà nhá. Tiếp theo có một cái thể nữa mà các bạn cũng sẽ nhớ, đó là thể mà chúng ta hay nói thể cấm chỉ đúng không? Thì vốn dĩ là cái thể cấm chỉ nó được xuất phát từ cái dạng là động từ chia ở thể gì nhỉ? Thể từ điển cộng với na. Đó thì chính xác cái từ na ở cuối cùng ấy, nó vốn chỉ là một cái trợ từ ở cuối câu thôi. Thế nên là cái này mình cũng sẽ không chia nó thành một cái thể động từ riêng biệt mà mình sẽ đưa nó vào thành một cái mẫu câu ứng dụng của thể gì nhỉ? Thể từ điển mọi người nhá. Và tiếp theo có một cái thể, đó là thể hutsuke, là thể thường. Thì trong thể thường này vốn dĩ nó sẽ bao gồm luôn, đó là thể quá khứ này, thể jishoke là thể từ điển này, và thể nai nữa. Thì ba cái này nó cũng đã được liệt kê riêng biệt ở bên trên rồi. Nhưng mà vì là trong những cái ứng dụng về mẫu câu mà chúng ta học ở sơ cấp sẽ có những cái bài mà nó dành riêng cho cái thể thường này, tức là khi mà nói đến thể thường thì nó có thể được ứng dụng luôn cả ba cái thể câu kia ghép vào câu á. Thế nên là mình cũng sẽ để riêng thành một cái gọi là một cái đề mục riêng để chúng
chúng ta dễ theo dõi khi mà các bạn thống kê lại những cái mẫu câu đã học. Và tiếp theo, trước khi đi vào từng cái mẫu câu một thì mình cũng sẽ phải nói thêm hai cái nội dung quan trọng nữa, đó là các bạn cần phải biết, đó là trong tiếng Nhật thì thứ nhất là chúng ta sẽ có ba cái nhóm động từ số 1, nhóm động từ số 2 và nhóm động từ số 3. Đây là những cái nhóm động từ mà hẳn nhiên là các bạn đã rất là quen thuộc khi mà học tiếng Nhật từ hồi sơ cấp rồi đúng không? Nhóm động từ số 1 là kết thúc bằng đuôi i, nhóm động từ số 2 thì kết thúc bằng đuôi e, và nhóm động từ số 3 chúng ta có dạng là những cái chữ hai chữ Hán, những động từ hai chữ Hán cộng với shimas và kimas nhé. Đấy, thì mình nói qua lại một chút như vậy. Và một cái quan trọng nữa đó là động từ trong tiếng Nhật thì nó sẽ có hai thì mọi người ạ. Chúng ta học tiếng Anh rồi, ở tiếng Anh thì mình sẽ thấy là có thì quá khứ, thì hiện tại và thì tương lai đúng không? Tuy nhiên trong tiếng Nhật thì họ sẽ chỉ có hai thì với động từ thôi. Một đó là thì quá khứ. Chúng ta đều biết đó là ví dụ như là ikimashita. Thế còn, và một cái thì ngược lại thì quá khứ sẽ, người ta sẽ gọi là gì nhỉ? Hikako, nghĩa là thì không phải là quá khứ nhá. Thì các bạn hình dung cho mình như vậy. Đó là những cái kiến thức rất là căn bản ở trong liên quan đến động từ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước vào 16 cái mẫu câu ứng dụng của động từ chia thể mas nhá. Số 1 sẽ là cái ứng dụng của động từ căn bản nhất thể mas, đây là masu, masen, mashita và masen deshita, thì sẽ là cái hành động ở trong tương lai và hành động ở trong quá khứ đúng không? Chia thể khẳng định và thể phủ định đó. Ví dụ như là lainen nihon e ikimasu, là năm sau tôi sẽ đi Nhật, hay là lainen nihon e ikimasen, năm sau tôi sẽ không đi Nhật. Hay là quá khứ sẽ là kyounen nihon e ikimashita, là năm ngoái tôi đã đi Nhật, và kyounen nihon e ikimasen deshita, là năm ngoái tôi đã không đi Nhật. Đó thì là cái căn bản nhất của cái tự masu này nhá, của động từ masu. Tiếp theo, trong cái cách nói về rủ rê mọi người, chúng ta có là đổi cái từ masu thành là masen ka. Ví dụ issho ni ikimasen ka, cùng nhau đi nhé. Đó nhá, đây là số 2, dễ rồi nhá. Bây giờ đổi tiếp masu thành là masho. Ví dụ jukyo hajimemasho, là chúng ta cùng nhau bắt đầu giờ học nhé, đúng không nào? Đó là cái lời mà hô hào. Hay là một cái đổi một tí xíu thôi, chúng ta đổi masu thành masho ka thì sẽ là gì nhỉ? Ví dụ tetsudai masho ka, là gì đấy? Để tớ giúp đỡ nhé, giúp đỡ cậu nhé. Thì là một cái câu mà đưa ra lời đề nghị là mình sẽ giúp đỡ người khác, đúng không? Hay. Tiếp theo sẽ là dạng vemas. Đây các bạn bỏ mas đi, thêm với ni ikimas. Và động từ ở nhóm 3 sẽ là shimas, thì các bạn bỏ shimas đi, cộng với ni ikimas. Nó diễn tả cái gì nhỉ mọi người? Diễn tả cái mục đích của hành động, đúng không nào? Ví dụ là tôi đi đến siêu thị để mua đồ chẳng hạn, sẽ là supae kaimono ni ikimas, là tôi đi đến siêu thị để mua đồ. Rồi, 5 cái rồi nhá, nhanh không? Tiếp tục, hãy vemas, đây là bỏ mas cộng với tai des, nghĩa là gì nhỉ? Tôi muốn làm cái gì đó. Ví dụ nihon e ikitai des, nghĩa là tôi muốn đi Nhật. Vemas bỏ mas cộng với nagara mà đứng ở giữa câu ấy, chúng ta sẽ có một cách nói là mình vừa làm cái này và vừa làm cái kia. Mọi người có nhớ không? Rồi bây giờ vừa học cùng cô Thanh mà vừa nhớ lại những cái gì đã học ở sơ cấp nhá. Ví dụ như là gì đấy? Utai nagara kuruma o unten shimasu, là tôi vừa lái xe vừa nghe nhạc. À không phải vừa nghe nhạc mà là vừa hát chứ nhỉ. Số 8 và số 9 chúng ta sẽ có cách dùng rất là quen thuộc, đó là vemas bỏ mas cộng với yasui des, nghĩa là dễ làm cái gì đó. Và ngược lại với nó là gì nhỉ mọi người nhỉ? Là nikui des, là khó làm cái gì đó. Ví dụ kono pen wa kaki yasui des, là cái bút này dễ viết. Hay là kono kutsu wa aruki nikui des, cái đôi giày này nó khó đi nhỉ. Rồi, dễ đúng không? Động từ bỏ mas cộng thêm với sukimas chúng ta có là gì nhỉ? Nghĩa là làm cái hành động gì đấy nó quá mức. Ví dụ oishikatta node hiru gohan o tabesugimashita, là vì nó ngon quá thế nên tôi đã ăn quá nhiều cái gì nhỉ? Đồ ăn, cái bữa trưa á. Đó nhá. Thì riêng ở cái công thức này, cái mẫu câu này, các bạn còn có thể có cách kết hợp với cả gì đây? Sugimasu cộng với gì đằng trước sẽ là tính từ, đuôi i hoặc đuôi na, thì các bạn có thể dò lại nhá. Còn cái bài này chúng ta đang tập trung xuyên suốt vào những cái ứng dụng của động từ thôi nhá. Vemas bỏ mas cộng với so desu, chúng ta có cách dùng là gì mọi người nhớ không? Là diễn tả một cái trạng thái gì đó sắp sửa xảy ra. Nó cũng có ứng dụng với cả tính từ và tính từ đuôi i và tính từ đuôi na nhé. Các bạn nhớ xem lại nhé. Thì bây giờ ví dụ như là mousugu ame ga furiso desu, nghĩa là gì đây nhỉ? Nghĩa là ôi giời ơi, trông như trời sắp mưa đến nơi rồi nhá. Tức là sắp chuẩn bị chuyển sang cái trạng thái là trời mưa sắp sửa
thế nào đó nhá. Mấy cái tiếp theo thì mình sẽ tổng hợp luôn cho các bạn ứng dụng của động từ VMAS ở trong những cái dạng mà các bạn thường hay thấy khó nhất ở bài 49-50 liên quan đến tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ luôn nhá. Đầu tiên chúng ta có một cái công thức rất là quen thuộc của tôn kính ngữ, đó là gì nhỉ? Các bạn có động từ là VMAS, các bạn bỏ MAS đi, thêm trước nó là O và đằng sau thêm NI NADIMAS. Chúng ta sẽ có cách nói đây là tôn kính ngữ của động từ VMAS, thể hiện hành động của những cái người mà chúng ta cần phải thể hiện sự tôn kính. Ví dụ bây giờ nói cô giáo về rồi thì các bạn sẽ nói là gì nhỉ? À, cái hành động về là của cô giáo. Sensei wa mou okaeri ni narimashita. Ờ, cô giáo về mất rồi. Tiếp theo cũng là một dạng nói tôn kính ngữ của cái thể là vete kudasai. Chúng ta có ứng dụng với cái vmas này là gì các bạn nhớ không? Đó là động từ bỏ mas, thêm o đằng trước và thêm kudasai đằng sau. Ví dụ dozo ohaeri kudasai, xin mời anh chị vào nhá. Đấy là hai cái cách nói ứng dụng thể VMAS trong cái cách nói là tôn kính ngữ, được chưa nào? Và cuối cùng liên quan đến kính ngữ, chúng ta có một cái cách nói công thức rất là quen thuộc của khiêm nhường ngữ là gì nhỉ, mọi người nhớ không? Động từ chia thể MAS, bỏ MAS và thêm O hoặc là GO đằng trước á, cộng với SHIMAS. À, liên quan một chút tới cái go thì kể cả những cái tôn kính ngữ ở bên trên các bạn cũng có thể dùng là go, nhưng mà ở trong những cái dạng ví dụ liên quan đến động từ mà nó là cái động từ ở nhóm 3 ấy, mọi người nhá, thì các bạn có thể mà có hai chữ Hán ấy, thì chúng ta có thể dùng là go. Ở cái bài này mình sẽ nói nhanh gọn như vậy thôi, còn để mà tìm hiểu sâu thêm các bạn nhớ xem kỹ lại hơn cho mình, nhất là bạn nào mà đang học ở khóa học online Dũng Modi thì các bạn xem lại bài 49-50 cho cô nhá. Thì bây giờ ví dụ cho khiêm nhường ngữ nhá, ví dụ như là gì đây nhỉ? Watashi ga go annai shimasu, kochira ni dozo. Tôi sẽ hướng dẫn anh chị ạ, nên là mời anh chị đi qua đây. Thì lúc này cái hành động mà là hướng dẫn sẽ là hành động của mình, nên là mình sẽ khiêm nhường mình xuống đúng không? Và chúng ta sẽ dùng khiêm nhường ngữ và ứng dụng của VMAS, nó là như vậy nhá. Tiếp theo động từ mà chia thể MAS cộng với HAJIMEMAS, SUZUKEMAS và OWARIMAS, nghĩa là bắt đầu làm gì, tiếp tục duy trì làm gì, hay là đã làm xong cái gì đó. Thì cái này nó sẽ liên quan một chút đến của N3. Ví dụ trong chương trình online của N3 của Dũng Modi thì sẽ có những cái mẫu câu này. Tuy nhiên thì nhân tiện đây thì nó cũng là một cái mẫu câu khá là dễ mà các bạn có thể hoàn toàn nên biết từ trong sơ cấp, nên mình sẽ nói luôn nhá. Ví dụ như là gì đây? Ame ga furi hajimemashita, nghĩa là gì nhỉ? Là mưa đã bắt đầu rơi rồi. Thì nó rất là dễ, các bạn có thể tham khảo thêm nhá. Và ứng dụng cuối cùng của thể MAS trong sơ cấp của chúng ta rất là quen thuộc, đó là VMAS bỏ MAS cộng với NASAI, nghĩa là hãy làm cái gì đó, là một cách nói mà chúng ta thường nói với cái những người mà gì nhỉ, rất là thân thiết. Ví dụ mẹ nói với con là gì nhỉ? Hayaku shukudai o yarinasai, là con hãy làm bài tập nhanh lên. Đó, thì đây cũng là một cái ứng dụng của thể MAS mọi người nhá. Ok chưa? 16 cái mẫu câu đầu tiên của thể MAS, mọi người đã nhớ lại được chưa? Học như này có thích không? Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nhé mọi người nhá. Và bây giờ sẽ là 20 mẫu câu ứng dụng của động từ chia thể T. Và đây nó cũng là một cái dạng động từ mà nó có nhiều ứng dụng gọi là nhất trong cái bài ngày hôm nay, đúng không nào? Rồi, nhắc đến thể T thì chắc chắn là các bạn sẽ nhớ ngay ra cái mẫu đầu tiên mà các bạn đã từng học rồi, đó là vete kudasai, là hãy làm cái gì đó, chotto matte kudasai, hãy chờ một chút, dễ đúng không? Số 2 sẽ là temo ii desu, hoặc là câu hỏi sẽ là temo ii desu ka, có nghĩa là gì mọi người nhỉ? Là làm cái này cũng được, hay dạng câu hỏi là cái câu hỏi xin phép sẽ là gì nhỉ? Tôi làm cái này có được không ạ? Ví dụ ここで写真を撮ってもいいですか? Tôi xin phép là chụp ảnh ở đây có được không ạ? Vete wa ikemasen, có nghĩa là không được làm cái gì đó. Ví dụ この部屋に入ってはいけません, là không được đi vào trong cái căn phòng này. Tiếp theo sẽ là một cái cách nói liệt kê về những cái thứ tự của hành động. V1 tệ làm xong V1, V2 tệ làm sang V2 và làm cái hành động tiếp theo nữa. Ví dụ 家に帰って、シャワーを浴びて寝ます. Mình về nhà, mình đi tắm rồi mình đi ngủ, được chưa nào? Tiếp theo chúng ta có cách nói là V1 tê kara cộng với V2 thì cũng là đưa ra cái mối liên quan giữa hành động, làm hành động 1 sau đó mới làm hành động 2. Thì ví dụ như là Shukudai o yatte kara game o shimasu, nghĩa là tôi làm xong bài tập thì tôi sẽ chơi game nhá. Mada vete imasen, là vẫn chưa làm cái gì đó. Ví dụ như là mo kono eiga o mimashita ka? Mada mite imasen, là tôi vẫn chưa xem nhá. Và tiếp theo một cái mẫu câu vô cùng quen thuộc điển hình của thể T, đó là vete imasu. Thì trong cái cách nói là vete imasu nó sẽ có ba cái ý nghĩa mọi người ạ. Ý nghĩa đầu tiên là diễn tả cái gì nhỉ? Cái việc là hành động nó đang diễn ra. Ví dụ như là Yamada san wa ima ohiru gohan o tabete imasu, là anh Yamada anh ấy đang ăn gì nhỉ? Đang ăn cơm trưa.
Số 2 sẽ diễn tả cái trạng thái của một cái sự vật nào đó. Ví dụ như là Dodo ni saifu ga ochite imasu, là cái ví nó bị rơi ở trên đường, tức là sau khi nó rơi nó vẫn duy trì cái trạng thái đấy nhá, nó vẫn đang nằm ở trên đường. Ý hiểu sẽ là như vậy. Và số 3 nó thể hiện một cái hành động được lặp đi lặp lại như một thói quen. Ví dụ như là shu ni sankai sports gym ni kayotte imasu, là một tuần tôi đi đến cái câu lạc bộ gọi là đi tập gym á, một tuần là 3 buổi. Tiếp theo là trong cái bài mà nói về cho nhận, các bạn có nhớ không? VT agemasu, VT kuremasu và VT moraemasu. VT agemasu nghĩa là mình cho, làm cho người khác cái gì đó. VT kuremasu nghĩa là ai đó làm gì đó cho mình. Và VT moraemasu nghĩa là mình được ai đó làm gì. Thì ví dụ như sau nhá. Tomodachi ga okane o kashite kuremashita, là đứa bạn nó cho tôi mượn tiền nhá, cho tôi vay tiền. Tiếp theo cũng là những cách nói cho nhận này, làm cho hay được ai đó làm cho này, nhưng mà là những cách nói mà nó lịch sự hơn, thì chúng ta có thể dùng là gì đấy? Te yadimasu, te kudasaimasu và te itadakimasu. Ví dụ như là sensei ga arubaito saki o shoukai shite kudasaimashita, là cô giáo đã giới thiệu cho tôi cái chỗ làm thêm nhá. Thì lúc này là mình muốn thể hiện cái sự tôn trọng của mình đối với cô giáo chẳng hạn, thì mình sẽ dùng cách nói lịch sự hơn của từ kudasaimasu thành là gì đấy? Kudasaimasu nè. Tiếp theo sẽ là thể te cộng với itadakimasen ka, kudasaimasen ka hay là moraemasen ka. Thì đây là cái cách nói mà mình muốn nhờ vả đối phương làm cái gì đó rất là lịch sự. Chúng ta có thể nói ví dụ như là sumimasen ka, chotto shizuka ni shite itadakimasen ka. Xin lỗi anh chị, nhưng không biết anh chị có thể gì nhỉ, gọi là yên tĩnh, yên lặng lại cho tôi một chút được không ạ? VT shimaimasu cũng là một cái ứng dụng trong đời 4 phải không nhỉ? Rồi, sẽ là một cách nói mà thể hiện một cái hành động nào đó đã kết thúc và nó có chứa một chút cái cảm giác nó hơi tiếc nuối ở đây. Ví dụ như là sukina dorama ga owatte shimaimashita, nghĩa là cái bộ phim mà tôi rất là thích thì nó đã hết rồi nhá. Thể te mà cộng với đằng sau là arimasu, chúng ta thấy là nó sẽ thường hay đi với động từ ở là cái dạng là tha động từ á, diễn tả là cái trạng thái của sự vật. Ví dụ như là biru wa reizouko ni irete arimasu, là gì nhỉ? Bia thì đã được cho vào bên trong gì nhỉ? Trong tủ lạnh rồi. Và te cộng với okimasu nghĩa là mình sẽ làm sẵn cái gì đó, tức là chuẩn bị sẵn cái gì đó. Ví dụ như là ashita motte iku mono o kaban ni irete okimasu, nghĩa là mình sẽ cho sẵn những cái đồ mà ngày mai mang đi á vào trong gì nhỉ, trong cặp. Tiếp theo là te cộng với kimasu, nghĩa là diễn tả những cái hành động là mình sẽ đi làm cái gì đó rồi về ngay. Ví dụ như là chotto konbini de tabako katte kimasu, nghĩa là tôi sẽ đi mua gì nhỉ, đi mua thuốc lá ở ngoài konbini một tí rồi về luôn nhá. VT cộng với mimasu nghĩa là thử làm cái gì đó. Ví dụ như là dekiruka dou ka wakaranai kedo yatte mimasu, nghĩa là không biết là có làm được hay không, nhưng mà nói chung là mình sẽ thử làm xem sao nhá. Yatte mimasu. Tiếp theo chúng ta có VT ikimasu và VT kimasu mà các bạn đã học trong sơ cấp, thì nó sẽ liên quan đến cái sự di chuyển. Ví dụ như là mukou kara Yamada san ga arite kimasu yo, có nghĩa là anh Yamada, anh sẽ đi bộ lại phía tôi, đúng không? Thì mình sẽ hiểu cái chỗ này sẽ là cái hành động đi bộ và cái hướng di chuyển của cái nhân vật là Yamada đấy, là đi lại về phía mình nhá. Thì cái cách nói là VT kimasu và VT ikimasu nó diễn tả cái sự di chuyển và cái hướng của hành động đấy, được chưa nào? Thì thực ra trong chương trình online N3 của Dũng Modi các bạn sẽ gặp lại cái này, không phải online N3 mà là N2 cơ, sẽ gặp lại cái này nhưng mà được mở rộng hơn rất là nhiều, thì chúng ta có thể tham khảo thêm. Còn tạm thời trong chương trình sơ cấp thì các bạn chỉ cần dừng ở cái mức độ là các bạn hiểu nó thể hiện cái hướng di chuyển của hành động là được rồi. Tiếp theo vẫn là động từ chia thể te và nó đứng ở giữa câu nhá. Lúc này chúng ta sẽ thấy có hai vế câu V1T và đằng sau là V, một cái động từ đằng sau nữa, thì mình sẽ hiểu là làm cái hành động ở đằng sau mà có, ví dụ như là có thực hiện cái hành động ở đằng trước, thì cái chỗ này nó sẽ hơi bị khó hiểu một chút, nhưng mà các bạn có thể nghe qua ví dụ như là megane o kakete hon o yomimasu, tôi đọc sách và gì nhỉ, mà có đeo kính ở trên mắt á. Đó nhá, thì chỗ này trong tiếng Nhật cái mẫu câu này nó được thể hiện bằng một cái từ mà thể hiện cái ý nghĩa rằng là futai jo kiểu là cái trạng thái mà đi kèm, thì mình hiểu là mình đọc sách và đi kèm theo một cái hành động mà mình đang thực hiện nữa, đó là gì nhỉ, đeo kính ở trên mắt á. Đó nhá, thì đấy là VT cộng với cái ý nghĩa này nhá, và cũng là VT thế nhưng mà nó sẽ diễn tả cái nguyên nhân mọi người ạ. Chỗ này sẽ là cái câu này sẽ là diễn tả nguyên nhân nhá. Ví dụ như sau này,
Oyuki ga hutte densha ga tomarimashita là vì một trận bão tuyết rất là lớn nó đổ xuống, thế nên là gì đấy, tàu điện nó bị dừng lại. Thì cái chỗ này, te này này, nó lại thể hiện cái ý nghĩa rằng là nguyên nhân và kết quả. Nên là các bạn thấy là thể te mà nó đứng ở giữa câu ấy thì nó sẽ có được một vài những cái nghĩa mà từ nãy giờ mình đã chỉ cho mọi người, đúng không? V1T, V2T, xong rồi động từ sẽ là diễn tả cái hành động, đúng không? Làm V1, làm V2, xong đến V3. Hay là cái dạng vừa nãy mình có là V1T cộng với V đằng sau là diễn tả cái trạng thái đi kèm. Tức là mình đọc sách mà có kèm theo cái trạng thái gì đấy nhỉ? Mình đeo kính. Và một cái ý nghĩa tiếp theo nữa đó là V1T. Và đằng sau thì chúng ta thấy có ý nghĩa là gì đấy? Đưa ra một cái nguyên nhân nhá. Thì tùy vào những cái ví dụ mà các bạn có thể gặp ở trong câu đấy thì chúng ta có thể gì nhỉ? Tùy vào nghĩa mà có thể chọn ra những cái cách dịch cho nó phù hợp. Thì tương đương với nó sẽ là những cái ý nghĩa của những cái mẫu câu đấy nhá. Động từ thể T cộng với mộ chúng ta có hay gọi là VT1 thì nghĩa là gì nhỉ? Dù. Ví dụ, ame ga futtemo gakko ni ikimasu. Dù trời mưa thì tôi vẫn sẽ đi học, đúng không? Đi đến trường. Với mẫu câu này thì nó còn có cả ứng dụng với cả danh từ và tính từ đuôi y, tính từ đuôi na. Các bạn có thể tham khảo thêm cho mình nhá. Hãy, đó là dù. Và một cái mẫu câu cuối cùng đó là VTIRU TOKORO DESU, là ứng dụng trong cái ngữ pháp mà các bạn học về TOKORO á. Thì nó có một cái dạng là chia với động từ chia thể T nhá. Thì mình sẽ có thể hiểu rằng là gì nhỉ? Đang trong lúc làm cái gì đó. Ví dụ, mô copy wa owarimashita ka? Ima shiteiru tokoro desu. Anh đã làm xong copy, đã copy xong chưa, đúng không? Bây giờ em đang làm đây nhá. Ima shiteiru tokoro desu. Ok chưa nào? Đấy thì 20 cái mẫu câu ứng dụng của thể T chúng ta xong rồi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi tiếp nhá. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp sang 9 mẫu câu ứng dụng của thể quá khứ mọi người nhá. Đầu tiên sẽ là veta cộng với koto ga arimasu, nghĩa là mình đã từng làm gì đó trong quá khứ, thể hiện một cái kinh nghiệm của bản thân, đúng không? Ví dụ như là izen nihon ni itta koto ga arimasu, trước đây tôi đã từng đi đến Nhật rồi. Tiếp theo là thể ta cộng với đà, chúng ta có chính là cái thể mà thể giả định á, đúng không? Là tara, vetara, nghĩa là nếu mà thế nào đó. Ví dụ, moshi okane ga tara kuruma o kaimasu, nếu mà có tiền thì tôi sẽ mua ô tô, đúng không? Mẫu này cũng sẽ có ứng dụng với cả thể gọi là tính từ nhá, tính từ đuôi y, tính từ đuôi na và cả danh từ nữa, các bạn có thể tham khảo thêm nha. Một mẫu tiếp theo mà các bạn đã học rất là nhiều ở trong sơ cấp rồi đó là liệt kê những cái hành động, ví dụ như là v1 tari, v2 tari cộng với shimasu. Ví dụ như là yasumi no hi wa eiga o mitari ongaku o kiitari shite imasu, là vào những cái ngày nghỉ thì tôi sẽ thường gì đấy, thường xem phim hay là nghe nhạc nhở. Động từ chia thể tạ mà thêm với hô ga i desu, nghĩa là đưa ra lời khuyên cho đối phương là gì nhỉ, nên làm gì đó thì hơn. Ví dụ như là kaze no toki wa muri o shinai de yasunda hou ga ii desu yo. Là những cái lúc mà bị cảm ấy thì không nên cố quá mà hãy nên nghỉ ngơi nhá. Đó nhá. Veta cộng với atode nghĩa là sau khi làm cái hành động đằng trước thì sẽ làm hành động đằng sau. Ví dụ, yuhan o tabeta atode jogging o shimasu, là tôi sẽ đi bộ sau khi mà ăn tối chẳng hạn nhá. Veta bakari desu có nghĩa là vừa mới làm cái gì đó nhá. Thì cái chỗ vừa mới làm này thì nó sẽ thường là cái cảm giác nhanh về mặt cái cảm giác của người nói. Ví dụ, sengetsu nihon e kita bakari desu, là tôi vừa mới đến Nhật vào tháng trước nhá. Thì đây là cái cảm giác vừa mới của cái người nói đấy. Và còn một cái vừa mới nữa đó là veta cộng với tokoro desu, nghĩa là vừa mới nhưng mà sẽ là cái vừa mới ngay trước cái thời điểm nói mọi người ạ. Ví dụ như này này. Moshi moshi, Thanh-san. Zong-san, oishashiburi desu. Ima chōdo Zong-san no koto o kangaete ita tokoro desu. Là gì đấy nhỉ? Thanh à, đúng không? Dũng à, lâu quá rồi không gặp nhỉ? Vừa may là tớ vừa mới nghĩ đến cậu đấy. Đó nhá, thì cái ý nghĩa cái câu này là vừa mới ngay trước cái thời điểm nói. Ok chưa? Tiếp theo động từ quá khứ mà trong cái mẫu câu là tada ii desu ka, là hỏi là gì nhỉ? Nên làm như thế nào thì được. Ví dụ, saifu o otoshite shimattan desu ga dou shitara ii desu ka? Nghĩa là gì nhỉ? Ôi giời, anh ơi, em đã làm mất cái ví mất rồi nên là bây giờ phải làm thế nào thì được ạ? Đó là cái câu hỏi xin cái lời khuyên từ đối phương nhá. Và một chút khác biệt, không phải là tada ii desu ka mà là tada dou desu ka, sẽ là lại một cái cách nói mà người nói đưa ra gợi ý cho đối phương. Ví dụ như sau này. Nihongo benkyou shitai n desu ga ii gakko o shirimasen ka? Zonmori o tsukatte mitara dou desu ka? Câu này nghĩa là gì mọi người nhỉ? Ôi giời ơi, tớ đang muốn học tiếng Nhật thì không biết là cậu có biết cái trường tiếng Nhật nào tốt không, đúng không? Thì bây giờ người ta đưa ra lời khuyên là Zoom modi o tsukatte mitara dou desu ka? Nó sẽ là gì nhỉ? Cậu thử
sử dụng gọi là dịch vụ hay là giờ học của Dũng Modi xem sao nhờ. Thì đấy, nó sẽ hơi khác biệt với cái bên trên. Cái bên trên là tarai desu ka, là trong cái câu là gì nhỉ, câu đi hỏi cái lời khuyên của đối phương. Còn cái câu dưới là tarado desu ka, lại là từ phía mình đưa ra cái lời khuyên cho đối phương nhá. Hai cái nó ngược nhau một chút. Ok, như vậy là mình đã cùng lướt qua những cách sử dụng của thể quá khứ rồi phải không nào? Dễ đúng không mọi người? Tiếp theo, thể từ điển cũng nhiều cách sử dụng này mọi người ơi. Và bây giờ mình sẽ nhìn cho mình cái mẫu câu đầu tiên, đó là veru koto ga dekimasu, nghĩa là có thể làm được cái gì đó. Ví dụ như là YouTube ではいろいろな video を無料で見ることができます。Là gì nhỉ? Là chúng ta sẽ có thể xem được rất là nhiều những cái video miễn phí ở trên YouTube. Ví dụ như cái video này của Thanh đúng không nào? Tiếp theo là cái cách nói veru koto desu. Các bạn có nhớ cái mẫu này trong cái cách nói gì không? Nói về sở thích ấy, mọi người ạ. Nhớ không? 私の趣味は音楽を聴くことです。Nghĩa là gì nhỉ? Là sở thích của tôi đó là nghe nhạc. Đó nhá, thì veru koto desu nghĩa là trong cái cách nói là sở thích của tôi là cái gì đấy, là như kiểu là một cách nói danh từ hóa lên thôi nhá. Veru mae ni nghĩa là trước khi làm cái gì đó thì sẽ làm cái gì đó khác. Ví dụ như là gakko ni iku mae ni konbini ni ikimasu, nghĩa là trước khi đi đến trường học thì tôi sẽ đi đến konbini, đi đến cửa hàng tiện lợi nhá. Veru cộng với to có nghĩa là hễ mà thế nào đó, hễ mà làm cái hành động đằng trước thì đằng sau sẽ là một cái mà nó diễn ra như một cái kết quả, một cái điều mà nó tất yếu xảy ra ấy. Ví dụ như là watashi wa osake o nomu to kao ga akaku narimasu, là khi mà tôi cứ hễ uống rượu phát là gì nhỉ, mặt nó đỏ hết cả lên nhá. Tiếp theo là một cái mẫu câu mà hình như là các bạn thường rất là hay sợ khi mà học ở sơ cấp, đó là veru no wa hay là veru no ga, là cái cách nói gì nhỉ, mình danh từ hóa một cái cụm câu nào đó lên có chứa động từ và nó sẽ trở thành một cái gọi là gì nhỉ, cái chủ ngữ của chúng ta. Ví dụ như là hitori de nihongo benkyou suru no wa taihen desu, nghĩa là gì đấy, cái việc mà học tiếng Nhật một mình thì rất là vất vả, thế nên là mới phải cần thầy cô đúng không, thế nên mà mới phải đi vào Dũng Modi để học đúng không, thế nên mới phải học cùng với cô Thanh nhở. Đấy, tiếp theo thì là cái cách nói mà cấm chỉ á, mà vừa nãy đầu clip mình cũng đã nói rồi, mình không đưa nó thành một cái thể riêng mà mình sẽ cho nó thành một cái ứng dụng của động từ chia thể từ điển. Veru cộng với na nghĩa là cấm làm cái gì đó. Ví dụ jukyo chiu ni neru na, nghĩa là trong giờ học thì cấm có được ngủ nhá. Veru cộng với tsumori desu nghĩa là mình sẽ dự định làm một cái gì đó. Ví dụ như là oshogatsu ni wa kuni e kaeru tsumori desu, nghĩa là vào cái dịp Tết thì tôi định là sẽ về nước. Tiếp theo sẽ là veru cộng với yote desu, cũng là diễn tả một cái ý định, một cái dự định nào đó, nhưng mà thường sẽ là những cái dự định mà đã được lên kế hoạch rồi. Ví dụ như là kotoshi no natsu ni nihon e iku yote desu, đúng không? Đó là mùa hè năm nay thì tôi dự định là sẽ đi đến Nhật Bản. Tiếp theo sẽ là veru tokoro desu, nghĩa là mình sắp làm cái gì đó thì hành động ngay sau đây, mình sẽ làm ngay sau cái lúc mà thời điểm nói đấy. Thì bây giờ ví dụ như này nhá. Moshi moshi, Dung-san, ima doko desu ka? Ah, ima ie o deru tokoro desu, chotto matte itte kudasai. Đó nhá, là này Dũng ơi, cậu ở đâu đấy đúng không? À bây giờ là tớ đang sắp sửa đi ra khỏi nhà rồi, thế nên là hãy chờ một chút nhé nhá. Chotto matte itte kudasai. いいですね. Veru cộng với tōri ni nghĩa là theo đúng như. Ví dụ như là これから私が言う tōri ni yatte kudasai, là bây giờ hãy từ giờ hãy làm theo đúng những cái gì mà tôi nói. Thì mẫu câu này cũng có thể sử dụng được với cả động từ ở thể quá khứ, là các bạn có thể tham khảo thêm nhá. Veru cộng với hazu desu nghĩa là chắc chắn sẽ thế nào đó. Ví dụ như là もうそろそろバスがつくはずです, nghĩa là gì đấy? Chắc chắn là xe buýt sắp đến nơi rồi nhá. Hai, veru cộng với tameni nghĩa là diễn tả một cái mục đích của hành động, để thế nào đó. Ví dụ như là nihonge iku tameni nihongo benkyou shite imasu, là tôi đang học tiếng Nhật là để đi Nhật nhá. Veru cộng với koto ni suru hoặc là veru cộng với koto ni naru là diễn tả là mình quyết định làm một cái hành động nào đó. Ví dụ như là sensei no susume de speech contest ni deru koto ni shimashita, nghĩa là tôi đã quyết định tham gia vào cái buổi hùng biện đúng không? Buổi hùng biện nhờ cái sự gì đấy, cái sự giới thiệu, cái sự khuyến khích của động viên của giáo viên nhá. Veru cộng với hitsuyou ga arimasu nghĩa là cần thiết phải làm gì đó. Ví dụ như là mada nihongo no kaiwa ga jouzu janai node motto renshu suru hitsuyou ga arimasu, nghĩa là vì cái hội thoại tiếng Nhật của tôi còn chưa giỏi, cho nên là tôi cần phải gì nhỉ, cần phải luyện tập thêm nữa. Motto renshu suru hitsuyou ga arimasu. Và cuối cùng chúng ta có veru cộng với made ni là cho tới khi, cho tới cái thời điểm cái hành động đó diễn ra. Thì cái mẫu câu này nó cũng có thể kết hợp với cả danh từ nữa, thì các bạn có thể tham khảo thêm.
game. Và bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn một cái ví dụ với động từ nhá. お母さんが帰ってくるまでに部屋を片付けましょう。Nghĩa là chúng ta hãy cùng nhau dọn dẹp cho tới khi là mẹ về nhá. Cho đến trước khi mẹ về. Được chưa nào? Diễn tả một cái cột mốc của một cái gọi là một cái deadline đúng không? Một cái mốc thời hạn của hành động đằng sau. Thì đây là một cái mẫu câu mà diễn tả một cái mốc, một cái hạn chót của hành động nào đó. Thì chúng ta cũng có một cách nói là với mà đề nhị cộng với động từ chia thể thường như vậy nhá. À thể từ điển như vậy nhá. Hay, và đó là những cái cách dùng của động từ chia thể từ điển. Và chúng ta cùng nhau đi tiếp nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp về thể phủ định nhá. Thì có một cái đặc điểm của cái thể này đó là nó sẽ có một vài những cái mẫu câu mà nó trùng với cái thể từ điển của chúng ta. Thì nó chỉ là một cách nói ngược lại, tức là cách nói ở thể từ điển sẽ là cách nói khẳng định, còn thể này nó sẽ là cách nói phủ định. Nhưng mà mình vẫn liệt kê vào cho nó đầy đủ hệ thống nhá. Đầu tiên chúng ta có vê này đệ kudasai. Vừa nãy là vê tê kudasai là hãy làm gì đó, thế bây giờ không làm gì đó, đừng làm gì đó sẽ là vê này đệ kudasai. Abunai desu kara koko ni hairanai de kudasai. Nghĩa là vì ở đây rất là nguy hiểm, thế nên là đừng có vào đây nhá. Ve nakereba narimasen. Động từ chia thể nai bỏ y và chúng ta có nakereba narimasen là phải làm gì đó. Ví dụ, kaisha o yasumu bai wa denwa de renraku o shinakereba narimasen. Nghĩa là gì nhỉ? Trong trường hợp mà nghỉ việc công ty á, thì gì đấy thì sẽ phải liên lạc bằng điện thoại nhá. Ve nakutemo ii desu sẽ là cách nói ngược lại của vetemo ides. Vetemo ides là làm gì đó cũng được, thế còn venakutemo ides là không cần làm gì đó cũng được. Kore wa sanka jiyū no benkyō kai nanode isogashii hito wa sanka shinakutemo ii desu. Nghĩa là đây là một cái cuộc gọi là một cái buổi học nhóm mà nó là tham gia tự do ấy, thế nên là những người mà bận rộn thì không cần phải tham gia cũng được. Tiếp theo chúng ta có V1 cộng với nai đệ cộng với V2. Thì các bạn có nhớ cái câu mà ở trong cái thể T của chúng ta là tôi vừa đọc sách và đeo kính không? Thì đây là cái cách nói ngược lại của gọi là cách nói phủ định của cái mẫu câu mà là VT gọi là cái gì nhỉ? Cái nói về cái trạng thái đính kèm nhá. Thì bây giờ ví dụ như sau này. Kasa o motanai de dekaketara oame ga futta. Nghĩa là khi mà mình đi ra ngoài mà không nhá, chúng ta có dịch bằng một cách là mà không đem theo ô thì cuối cùng là trời đã đổ mưa lớn nhá. Oame ga futta. Động từ chia thể nai cộng với một cái động từ khác đằng sau là nadimas, nghĩa là thể hiện một cái trạng thái đã không còn làm gì nữa. Ví dụ như là saikin wa isogashikute anime o minaku narimashita. Nghĩa là dạo gần đây thì bận quá, thế nên tôi không còn xem gì nhỉ, không còn xem anime, là xem phim hoạt hình nữa nhá. Động từ thể nai cộng với tsumori desu sẽ là cách nói ngược lại của veru tsumori desu, nghĩa là tôi không có ý định làm cái gì đó. Kyō no party wa ikanai tsumori desu, là cái buổi tiệc hôm nay tôi không có ý định là sẽ tham gia, không có ý định là đến đấy nhá. Thể nai cộng với yo ni đứng ở giữa câu ấy, thì nó sẽ diễn tả một cái mục đích của hành động để thế nào đó. Ví dụ như sau này. Byōki ni naranai yō ni mainichi undō shite imasu, là tôi đang vận động mỗi ngày để mà không bị bệnh. Hoặc là cũng là cách nói là nai yō ni, các bạn sẽ thường hay gặp ở trong một cái động từ đằng sau, trong một cái câu nhắc nhở ấy mọi người, đó là nai yō ni shite kudasai, là hãy làm gì đó để không. Ví dụ ichinichi sankai kusuri o nomu no wasurenai yō ni shite kudasai, là hãy cố gắng để mà không quên rằng cái việc là mình sẽ cần phải uống gì nhỉ, uống thuốc một ngày 3 lần nhá. Tiếp theo là ngược lại trong cái câu lời khuyên ứng dụng của thể tạ trong cái quá khứ ấy mọi người, thể quá khứ ấy, đó là vetaho ga ides. Thì bây giờ ngược lại nó sẽ là venai ho ga ides, là không nên làm gì đó. Byouki ga naotta bakkari nanode mada muri o shinai ho ga ii desu yo, đúng không? Đó là gì nhỉ? Vì là vừa mới khỏi bệnh thôi, thế nên là cũng vẫn chưa là nên gì đấy, nên là làm quá sức đâu nhá. Muri o shinai ho ga ii desu ne. Và cuối cùng chúng ta có thể nai trong một cái mẫu câu rất là cụ thể, đó là nakanaka cộng với vemasen, đó là mãi mà không nhá. Kusuri o nonde iru no ni nakanaka byouki ga naorimasen, nghĩa là mặc dù đã uống thuốc rồi mà vậy mà mãi mà không khỏi. Đó, như vậy là chúng ta đã kết thúc động từ chia thể phủ định nhá mọi người nhá. Tiếp theo sẽ là những cái ứng dụng mẫu câu của động từ chia thể thường, thì nó sẽ bao gồm cả thể tạ là quá khứ này, thể từ điển này và thể phủ định mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ mở đầu với cái mẫu câu đầu tiên, đó là thể thường cộng với to omoimasu hoặc là to imasu. Thì ví dụ như là watashi wa ashita kare ga kuru to omoimasu, thì tôi nghĩ rằng là ngày mai anh ấy sẽ tới nhá. Thì đó là cái mẫu câu đầu tiên này. Tiếp theo là thể thường cộng với desho. Đây là cái cách nói mà nó sẽ hơi lên giọng ở cuối câu, như kiểu là nhấn câu hỏi ấy mọi người. Thì đây là một cách nói mà mình nói dùng để xác nhận lại với đối phương. Ví dụ như là ashita no hanabi taikai ni iku desho,
Ngày mai cậu cũng đi đến cái gọi là cái buổi bắn pháo hoa đúng không? Đấy. Tiếp theo cùng một loạt chúng ta có thể thường cộng với toki thì cái chỗ này nó hơi đặc biệt một chút, các bạn sẽ thấy cho mình nhá. Đó là veru cộng với toki thì sẽ là trước khi làm gì đó. Ví dụ là Nihon e kuru toki kūkō de shashin o torimashita, nghĩa là trước khi đến Nhật Bản thì tôi đã chụp ảnh ở sân bay, thì lúc này là mình sẽ chụp ảnh ở sân bay ở Việt Nam nhá. Còn veta toki thì sẽ là sau khi đến sau khi làm gì đó. Ví dụ như là trong cùng cái câu vừa nãy sẽ là Nihon e kita toki kūkō de shashin o torimashita, là sau khi đến Nhật thì tôi đã chụp ảnh ở sân bay, thì lúc này mình sẽ là chụp ảnh ở sân bay Nhật Bản. Ok, tiếp theo sẽ là thể thường cộng với si, mình sẽ làm một cái cách nói mà đưa ra liệt kê mọi người nhá, liệt kê từng cái tính chất một. Ví dụ như sau này, kagu mo tsuiteiru shi, beranda de barbecue mo dekiru shi, kono heya ni shimashou, nghĩa là gì nhỉ? Trong nhà thì nó cũng có cả gì nhỉ, có cả đồ gia dụng này, hay là ở bên ngoài ban công thì cũng có thể ăn tiệc nướng barbecue, thế nên là chúng ta hãy chọn cái căn nhà này đi nhé nhá. Đấy là cái câu mà đưa ra liệt kê những cái gì đấy, những cái tính chất của sự vật nào đó nhá. Thể thường cộng với to itemashita là một cách nói là đưa ra cái trích dẫn nhá, trích dẫn lời nói của một ai đó. Ví dụ như là cô giáo nói là ngày mai sẽ có cuộc thi, gọi là cái kỳ thi á, thì mình sẽ có thể nói rằng là gì nhỉ? Sensei wa ashita shiken ga aru to itemashita. Thì cái cụm từ cái câu rằng là gì nhỉ? Shiken ga aru đấy là một cái câu là một cái thông tin nội dung mà giáo viên đã nói, thì mình trích dẫn lại thôi. Và cũng là cách nói đưa lại một cái thông tin mà mình nghe được ở đâu đó, thì chúng ta có thể thường cộng với so des. Cái cách nói này đã quá quen thuộc rồi nhỉ. Ví dụ như sau, oame de densha ga okurete iru so des, nghĩa là nghe nói rằng là gì đấy, là cái vì mưa to thế nên là xe buýt mà tàu điện nó sẽ đến chậm đúng không? Trời ơi, quay clip dài quá, bây giờ chóng hết cả mặt rồi mọi người. Mọi người nhớ ấn like cổ vũ cho mình nhá. Thể thường cộng với desho là một cách nói đưa ra cái dự đoán của bản thân. Kanojo nara kitto gokaku suru desho, là chắc chắn là cô ấy đúng không? Nếu mà là cô ấy thì chắc chắn là sẽ đỗ thôi. Đấy là đưa ra cái dự đoán của bản thân nhá. Thể thường cộng với kamoshiremasen có nghĩa là có lẽ là nhá. Ví dụ như là taifu de gakko ga yasumi ni naru kamoshiremasen, có cái khả năng có lẽ là nhà trường sẽ bị cho nghỉ bởi vì bão nhá. Thể thường cộng với ka do ka là trong cái câu mà đưa ra cái nghi vấn. Ví dụ như là shiken ni gokaku dekiru ka do ka wakaranai, là tôi không biết là tôi liệu có đỗ được cái kỳ thi hay không nhá. Đó là thể thường cộng với ka do ka. Ok, và tiếp theo đó là thể thường cộng với des, là một cách nói mà các bạn đã học ở trong sơ cấp mấy trong cái phần N4 nhà mấy bài đầu tiên á, là trong những cái câu mà thường dùng để hỏi về lý do chẳng hạn. Ví dụ như là doushite shigoto ni okuretan desu ka, tại sao cậu lại đến muộn, đi làm muộn vậy? Sumimasen, densha ga tomatte shimattan desu, nghĩa gì đây nhỉ? Xin lỗi anh, vì gì nhỉ, vì tàu nó bị dừng lại thế nên là em mới đến muộn đấy. Tức là đưa ra những cái lý do về sự tình của bản thân nhá. Thể thường cộng với node là đưa ra một cái lý do chủ quan của bản thân. Ví dụ như là ji ga chisakute yomenai node mou sukoshi ooki ji de kaite kudasai, là chữ nhỏ quá thế nên là em không thể đọc được, nên là hãy viết cho nó to hơn đúng không? Viết ở cái cỡ chữ là to hơn đi ạ. Đó nhá, thì là thể thường cộng với node là đưa ra cái lý do. Tiếp theo chúng ta cộng với noni, chúng ta sẽ có cách nói trong cái câu như thế này mọi người ạ. Ví dụ như là kono jisho wa karukute gakko ni motte iku no ni ii desu ne. Câu này nghĩa là cái cuốn từ điển này nó rất là nhẹ và nó sẽ rất là phù hợp đúng không, để mà cầm đi, được chưa nào? Phù hợp để mà cầm đi. Cầm đi đâu? Cầm mang đi học chẳng hạn. Thể thường cộng với you des hoặc là mitai des có nghĩa là trông có vẻ đúng không? Dường như là thế nào đó. Ví dụ như là ano hito michi o mayotte iru mitai desu ne, nghĩa là cái người kia trông có vẻ hay là dường như là đang lạc đường thì phải. Thể thường cộng với no và đằng sau nó hay đi với những động từ như là wasuremashita, mimashita, shiteimasu ka, thì mình sẽ có thể hiểu là gì đây nhỉ? Đã quên làm cái gì đó này, hay là đã xem, đã nhìn thấy làm cái gì đó, hay là có biết cái việc gì đó không. Thì bây giờ ví dụ như thế này nhá.
Reporto dasuno wasurete shimaimashita là tôi đã quên là cái việc là sẽ phải đi nộp gì nhỉ? Nộp báo cáo rồi. Được chưa nào? Thế thường cộng với bài va là trong trường hợp thế nào đó. Ví dụ, wakaranakatta bai wa moichido kiite kudasai. Nghĩa là trong trường hợp mà không biết, không hiểu thì hãy hỏi một lần nữa nhé. Và cũng gần gần giống với so desu ở trong cái cách nói là nghe nói chúng ta có là với dashi nhá. Thì các bạn có thể hai cái cách nói này nó khá là gần giống nhau. Ví dụ như khi bạn nói là nghe nói là vào tháng 4 thì sẽ có nhân viên mới vào ấy, thì mình có thể nói là 4月 ni atarashi shaiin ga hairu rashii yo. Nghe nói là tháng 4 sẽ có người mới vào đấy nhá. Hay thì đó là toàn bộ những cách dùng của thể thường mọi người nhá. Hay, và đến đây thì cũng đã đi được một chặng đường khá là dài rồi. Tất cả những cái động từ mà chúng ta vừa học đều là những cái động từ mà nó có cái ứng dụng rất là nhiều, nên là các bạn thấy nó hơi bị dài. Còn lại bây giờ chặng sau này thì toàn những cái động từ mà nó có một vài những cái ứng dụng với cái mẫu câu nhỏ thôi, nên chúng ta hãy cùng nhau cố nốt nhá. Tiếp theo mình sẽ đi sang thể ý chí. Thể ý chí thì ví dụ cái một đầu tiên nó là dùng nguyên cái câu động từ chia thể ý chí nhá. Ví dụ 一緒に行こう nó sẽ giống là 一緒に行きましょう, thì 行こう sẽ dùng trong cái động từ thể ý chí lúc này nó sẽ là trong cái câu rủ rê nhá. Câu rủ rê ai đó làm cái hành động gì đó thì đơn giản là nói chuyện với bạn bè với nhau thôi nhá. Thì với người lịch sự chúng ta nói là vemasho, còn với người thân quen thì chúng ta nói là iko như thế này nhá, thể ý chí. Ok. Và còn một cái ứng dụng nữa của thể ý chí đó là veyo to omotemas. Thể ý chí cộng với to omotemas là tôi dự định là sẽ thế nào đó trong tương lai. Tương lai tôi dự định là sẽ trở thành, tôi muốn là sẽ trở thành một giáo viên chẳng hạn, sẽ là shōdai wa kyōshi ni naro to omotemas, là tôi dự định là trong tương lai mình sẽ trở thành một giáo viên. Đó. Cái thể ý chí thì nó sẽ chỉ có hai cái ứng dụng như vậy thôi. Đầu tiên là ứng dụng nguyên cái động từ đó ở trong câu thì nó sẽ là cái cách nói rủ rê nha, cách nói gọi là thân thiết hơn của vemasho, và còn lại là một cách nói trong cái câu là veyo to omotemas, diễn tả cái dự định của bản thân nhá. Thể điều kiện thì nó cũng sẽ chỉ có 3 ứng dụng. Câu đầu tiên sẽ là dùng nguyên cái thể ba, nó nằm ở giữa câu là mang ý nghĩa là nếu. Okane ga areba nante mo dekiru. Nếu mà có tiền thì cái gì cũng có thể làm được nhờ. Thì là đưa ra một cái điều kiện nào đó nhá, điều kiện cho một cái hành động ở đằng sau. Đó, cái gì cũng có thể làm được nếu như mà có tiền. Số 2 sẽ là động từ thể ba đi với i des ở trong câu khẳng định, và câu nghi vấn sẽ là ba i des ka, là nếu mà thế này thì cũng được, hoặc là gì nhỉ? Nếu mà làm thế này thì có được không ạ? I des ka. Pascon ga kowarete shimattan desu ka? Doko ni motte ikeba i des ka? Cái máy tính của tôi thì hỏng mất rồi, nên là tôi mang đi đến đâu thì được đây ạ? Nhờ. Và cuối cùng sẽ là động từ chia thể ba và đằng sau là hô độ, là càng, mẫu này quá quen thuộc rồi đúng không? Nihongo wa denshu sureba suru hodo jōzu ni naru, nghĩa là tiếng Nhật thì càng rèn luyện đúng không, thì càng luyện tập thì sẽ càng giỏi. Ok, rồi đấy là ba cái ứng dụng của thể ba, hay là người ta còn gọi là thể điều kiện. Tiếp theo cái thể mệnh lệnh ấy mọi người, thì thể mệnh lệnh nó không có cái câu ứng dụng nào cả, cái mẫu câu ứng dụng nào cả, mà nó sẽ được dùng trực tiếp cái động từ chia thể mệnh lệnh và thành cái câu luôn là hãy thế nào đó. Gambare nghĩa gì nhỉ? Hãy cố lên nhá. Ok chưa? Rồi, đấy là thể mệnh lệnh, rất là ngắn gọn như vậy thôi. Các bạn chỉ cần chú ý cho mình về cách chia được rồi nhá. Tiếp theo với động từ chia thể khả năng, thì thực ra những cái động từ chia thể khả năng ấy mọi người, các bạn cứ dùng nó ở đuôi câu giống như bình thường thôi nhá. Dùng ở đuôi câu giống như bình thường, và ngoài ra nó sẽ có một vài cách kết hợp với những cái mẫu câu với yoni hay là yoni nadimas. Đó, thì mình sẽ cho các bạn để cho mình cái cách kết hợp, cái cách gọi là cách chia động từ nhá. Và bây giờ mình sẽ nói cho các bạn một vài những cái ví dụ, hai ví dụ ứng dụng cái từ động từ ở trong cái thể khả năng này. Ví dụ như là kono restoran wa nokotta ryōri o motte kaeremasu. Câu này các bạn thấy chưa? Kaeremasu, nét động từ nhóm 1 là kaeru, kaeremasu. Thì mình sẽ có thể hiểu là gì đấy? Cái nhà hàng này thì có thể mang về, motte kaeru, có thể mang về những cái đồ ăn mà bị thừa. Ano hito wa eigo ga hanaseru so desu. Đấy, các bạn thấy chưa? Là cái người đó nghe nói là có thể nói được tiếng Anh đấy. Thì là ego ga hanaseru, thì đằng sau nó kết hợp với so desu, thì là những cái mẫu câu khác thì không vấn đề gì cả. Các bạn cứ thấy là ở trong đó là gì nhá? Dùng cái động từ là chia thể khả năng là được rồi. Ok chưa? Thì đấy là về động từ thể khả năng mọi người nhá. Và cuối cùng chúng ta có ba cái thể động từ mà các bạn rất là thường hay sợ này. Đó là động từ thể bị động, thể sai khiến và thể bị động sai khiến. Thực ra về nghĩa nhá mọi người nhá, về nghĩa nó cũng không có gì khó cả đâu mọi người ạ. Về nghĩa thì thể bị động nghĩa là bị thế nào đó. Ví dụ,
chikoku shite sensei ni okoraremashita, là khi mà tôi đi muộn á thì tôi bị giáo viên mắng. Đó nhá, thì đề nguyên cái động từ đấy vào câu thôi. Ở sensei ni okoraremashita, bị ai đó làm gì hay được ai đó làm gì, thì chúng ta thấy là cái nhân vật mà làm cái hành động đấy với chúng ta đi với trợ từ ni được chưa nào. Đấy là thể bị động này. Tiếp theo thể sai khiến. Thể sai khiến thì mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Mình bắt ai đó làm gì hay là mình khiến ai đó làm gì. Ví dụ như là sensei wa gakusei ni kyoushitsu o souji sasemashita, nghĩa là giáo viên bắt học sinh dọn dẹp lớp học. Hay là một ví dụ khó hơn sẽ là watashi wa kodomo ni nan demo suki na koto o sasetai to omotte imasu. Nghĩa là gì đây? Nghĩa là tôi thì tôi muốn là, câu này các bạn thấy là cái lớp bọc ở bên ngoài to omotte imasu ne. Tôi thì tôi muốn là sẽ để cho, vẫn là để cho, ok chưa? Sasetai, ok chưa nào? Vẫn là để cho những cái đứa con của mình thì cái gì nó cũng sẽ được làm những cái mà nó thích. Thì các bạn thấy rằng là ở cái thể sai khiến này nó chỉ có hai cái nghĩa như vậy thôi. Một là bắt ai đó làm gì, hai là gì nhỉ? Khiến cho ai đó làm gì, để cho ai đó làm gì nhá. Trong cái câu mà nói bắt ai đó làm gì thì thường là những cái hành động mà bản thân cái người thực hiện nó không được thích lắm nhá. Mình cứ hiểu xuất phát từ cái sắc thái của cái động của cái từ tiếng Việt đấy là ra. Ok chưa nào? Thế và cuối cùng là cái động từ mà chia ở thể bị động sai khiến, tức là nó sẽ kết hợp giữa bị động và sai khiến, kết hợp vào với nhau thôi. Thì ngày xưa bị động là bắt, đúng không? À, bị động là bị, đúng không? Bị mắng này. Thế còn sai khiến là bắt, đúng không? Thế bây giờ ghép hai cái sẽ là bị bắt. Ví dụ như là thời mà còn nhỏ thì tôi thường hay bị bắt ăn những cái rau, loại rau mà tôi không thích. Thì sẽ là chỗ này không phải là tôi bị ăn rau nữa hay là tôi bắt ăn rau nữa, mà tôi bị bắt ăn rau. Kodomo no koro mainichi kirai na yasai o tabesaseraremashita. Ok chưa? Các bạn hiểu vấn đề chưa? Nên là thực ra nó rất là dễ nhá. Cái sau cùng nó chỉ là ghép của cái của hai cái trước thôi. Được chưa nào? Đó thì đấy là về ý nghĩa và cách sử dụng của ba cái thể động từ này. Và cuối cùng mình sẽ bonus cho các bạn một cái phần này rất là hay luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết là thường các bạn khi mà học đến ba cái thể này về cái ý nghĩa có thể các bạn sẽ không bị nhầm quá nhiều đâu. Bởi vì chúng ta biết là bị động là bị rồi, đúng không? Sai khiến là bắt, đúng không? Bị động sai khiến là bị bắt. Rồi thì nó nghĩa nó rất là dễ. Thế còn các bạn sẽ thường hay mắc cái gì? Đó là các bạn thường hay mắc ở cách chia động từ, đúng không nào? Thế bây giờ mình sẽ bày cho các bạn một cái này nhá. Đó là bây giờ các bạn sẽ chia động từ hết về thể nai cho mình đã, được chưa nào? Bởi vì tất cả ba động từ này chúng ta đều có thể xuất phát từ cái cách chia với động từ thể nai nhá. Bây giờ các bạn với động từ nhóm 1 trước này, chúng ta có động từ, ví dụ lấy động từ là yomimasu đi. Yomimasu dễ, rất là dễ nhá, chia về thể nai đi, yomanai. Ok, thế bây giờ sang thể bị động này, yomareru. Ok, thay chữ nai bằng chữ deru. Ok, yomareru. Đó, số 2 là gì nhỉ? Thể sai khiến sẽ là yomaseru. Dễ chưa? Đấy nhá, yomaseru. Thay mỗi cái chữ nai thành chữ C thôi. Bị động là D, sai khiến là C. Thế còn động từ thể bị động sai khiến sẽ là gì nhỉ? Yomasareru. Được chưa nào? Yomasareru. Đó, tức là vẫn là yoma giữ nguyên trong cái động từ nhóm nai, đúng không? Trong cái động từ thể nai á. Còn thay mỗi cái chữ nai, bị động là D, sai khiến là C. Còn cái bị động sai khiến sẽ là gì nhỉ? Sareru. Ok. Thế còn tiếp theo với động từ nhóm 2 này, tabenai ne. Ví dụ tabemas, ok, tabenai. Taberareru. Thay với chữ rareru thôi. Tabesaseru. Được chưa nào? Thay mà rareru, saseru và bị động sai khiến là tabesaseraru. Ok. Ghép vào với nhau thôi nhờ. Với động từ nhóm 3 thì chúng ta có hai loại, một là động từ shimas và hai động từ kuru ne. Thì bây giờ mình sẽ nói trước về động từ kuru trước nhá. Kuru thì nó sẽ vẫn theo cái quy luật đấy là động từ kuru ở thể phủ định sẽ là gì nhỉ? Konai ne. Thế bây giờ thể bị động sẽ là gì nhỉ? Korareru. Ok, thể sai khiến là kosaseru và thể bị động sai khiến là kosaserareru. Được chưa? Rồi, còn cuối cùng động từ shimasu thì nó sẽ hơi đặc biệt một chút này. Bình thường chúng ta là chia shinai thì nó sẽ không theo cái quy định này, cái quy tắc này, mà ví dụ bị động sẽ là gì nhỉ? Bị động sẽ là sareru, sai khiến sẽ là saseru và bị động sai khiến là saserareru. Ok chưa? Đấy, hay. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau kết thúc bài học ngày hôm nay rồi mọi người ơi. Không biết là khi mà cắt clip này ra thì nó sẽ dài bao nhiêu phút thì mọi người, chắc là khoảng độ gần một tiếng gì đấy, nhưng mà mọi người biết khi mình quay mất bao nhiêu lâu không? Từ lúc chuẩn bị gọi là mặc quần áo, trang điểm, set up các thứ là phải mất đến bây giờ là mấy giờ?
bây giờ quay từ mấy giờ, từ bắt đầu từ 2 giờ đến bây giờ là 6 giờ, mất 4 tiếng mọi người ạ, 4 tiếng để cho ra một clip này. Thế nên là mình hy vọng rằng là những cái gì mà mình sắp xếp và mình trình bày trong clip ngày hôm nay thì nó sẽ có thể có ích cho mọi người nhá. Giúp các bạn sắp xếp lại một cách gọi là trật tự, một cách hệ thống hơn những cái kiến thức mà học ở sơ cấp, để chúng ta có thể tự tin bước vào cái chặng đường học sắp tới. Mình nghĩ rằng là ở cái thông qua clip này mà các bạn có thể nắm vững cho mình hai cái. Một là các bạn nhớ hết những cái cách chia của động từ, và hai nữa là khoảng độ tầm 80% những cái mẫu câu mà mình trình bày lại ở trong bài ngày hôm nay thôi, thì mình nghĩ là các bạn đã có thể hoàn toàn tự tin mà bước sang tiếp cái chặng đường tiếp theo rồi. Nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều nhá. Thì học tiếng Nhật nó là như vậy đấy, và hy vọng là sẽ có thể gặp được các bạn ở gọi là ở đâu đó thành công với tiếng Nhật trong tương lai, đúng không? Và nếu mà bạn nào mà muốn học đồng hành cùng với cô Thanh hoặc là cùng với Dũng Modi thì các bạn có thể đăng ký những cái lớp học online trên website hoặc trên app Dũng Modi, hay là đăng ký qua những cái lớp học online ở trên thông qua Zoom, hay là ở cả những cái gọi là những cái trung tâm tiếng Nhật mà bọn mình có ở Việt Nam nữa nhá. Đấy, và hẹn gặp lại các bạn ở trong chặng đường gọi là gì nhỉ, clip tiếp theo nhá. Đấy, và minasan, hãy giỏi tiếng Nhật cùng với cô nhá, cùng với cả Dũng Modi nữa nhá. Đấy, minasan otsukaresama desu. Bye bye.